Hi, xin chào các bạn. Tâm điểm trên chiến trường Ukraine hiện nay đang đổ dồn vào mặt trận Kherson, với khả năng chắc chắn Ukraine sẽ mở đợt phản công lớn nhằm chiếm lại khu vực này. Trong đó, thành phố Kherson được chú ý nhiều nhất. Ngoài ra, tại Kherson còn có một địa điểm giữ vai trò quan trọng không kém, đó là thành phố Nova Kakhovka. Tại vùng Kherson, Nova Kakhovka là thành phố quan trọng bậc nhất, tương đương với thành phố Kherson khi nó là thành phố lớn nhất nằm ở vùng bờ đông Dnipro. Vì vậy, Nova Kakhovka giữ đầy đủ các đặc tính quan trọng của khu vực Kherson khi ảnh hưởng trực tiếp đến các hướng tiến công tới Mykolaiv Odessa hoặc vào Crimea. Đồng thời, Nova Kakhovka còn kiểm soát trực tiếp nguồn nước ngọt cho bán đảo Crimea, bởi đây chính là đầu nguồn của kênh đảo Bắc Crimea, con kênh cung cấp 85% lượng nước cho Crimea, một khu vực lớn tương đương đồng bằng sông Hồng. Tại Nova Kakhovka có khu vực đập thủy điện Kakhovka. Đây là con đập lớn thứ 6 và cũng là con đập khổng lồ ở bậc thang cuối cùng trong hệ thống đập sông Dnipro trước khi đổ ra biển. Các mục đích chính của con đập là phát điện thủy điện, thủy lợi và giao thông thủy. Nhờ có con đập, nước sông Dnipro được tích tụ ổn định hơn, tạo ra hồ chứa Kakhovka. Hồ chứa này có tổng diện tích bề mặt là 2.550 km2, với chiều dài 240 km và chiều rộng tới 23 km, độ sâu từ 3 đến 26 m. Đây là một hồ lớn, trọng điểm tại khu vực phía Nam, khi nó không chỉ phục vụ các mục đích của khu đập thủy điện Kakhovka mà còn cung cấp nước phục vụ giao thông đường thủy, thủy lợi, thủy điện của các khu vực xung quanh. Và đặc biệt là cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, một yếu tố quan trọng giúp nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động ổn định, không bị quá tải. Vì vậy, về cơ bản, nếu kiểm soát được khu vực đập thủy điện Kakhovka nói riêng và thành phố Kakhovka nói chung, quân đội Nga có thể đảm bảo được nguồn nước không chỉ cho bán đảo Crimea mà còn kiểm soát hệ thống thủy lợi của cả khu vực. Trái lại, nếu quân đội Ukraine tái chiếm được Kakhovka, viễn cảnh bán đảo Crimea chết khô sẽ tái hiện. Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Nga tại Crimea. Vì mặc dù có diện tích rộng, đất đai màu mỡ và là một khu vực nông nghiệp trọng điểm, nhưng về cơ bản, nguồn nước tự nhiên của Crimea không thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong thời hiện đại, và việc dẫn nước từ sông Dnipro tại Nova Kakhovka xuống là yếu tố sống còn. Đây chính là lý do ngay từ đầu, quân đội Nga đã đánh mạnh vào Kherson và phá những điểm chặn nước trên sông Dnipro, khôi phục lại dòng chảy Bắc Crimea, và cũng là sự sống cho Crimea. Kể từ khi quân đội Nga kiểm soát được hầu hết khu vực Kherson từ tháng 3, Nova Kakhovka khá yên ắng so với các khu vực chiến sự khác. Cho đến khoảng tháng 7, tháng 8, khi Ukraine bắt đầu được viện trợ hệ thống pháo phản lực HIMARS, vùng Kherson nói chung, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đã phải hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội. Đến tháng 9 và tháng 10 hiện nay, ý đồ tái chiếm Kherson của chính quyền Ukraine đã rất rõ ràng, và nó được coi như một điều kiện tiên quyết để Ukraine củng cố lòng tin với giới lãnh đạo phương Tây. Và khi đó, không chỉ thành phố Kherson trở thành tâm điểm, mà Nova Kakhovka cũng trở thành một điểm vô cùng quan trọng với vai trò và vị trí của mình. Quân đội Ukraine cũng được cho là đang mở các đợt phản công vào khu vực này. Đồng thời, trong thời gian trở lại đây, liên tục có những cảnh báo về việc con đập thủy điện Kakhovka sẽ bị phá hủy. Nếu đập thủy điện Kakhovka thực sự bị phá hủy, nó sẽ là một thảm họa lớn trong khu vực. Theo tính toán, một đợt sóng mạnh cao đến 5 mét ngay lập tức sẽ dội vào các điểm dân cư dọc sông. Sau đó, nhiều khu vực quanh sông Dnipro sẽ bị ngập lụt. Tình trạng này sẽ duy trì trong một thời gian dài và tạo ra một bức tường nước và khoảng cách phân chia hai bờ Đông Tây lớn hơn nhiều so với hiện nay. Về phía Nga, Nga cáo buộc chính quyền Kiev đang cố gắng phá đập. Ngày nào cũng có tên lửa và pháo binh, pháo kích bắn tới khu vực này, nhất là việc xuất hiện HIMARS. Ngoài bắn phá, quân đội Ukraine còn chuẩn bị các loại thủy lôi và ngư lôi công suất lớn của hải quân để đi theo đường sông tấn công vào con đập. Theo nhận định từ phía Nga, ngay sau khi phá được đập, chính quyền và nhân dân Kherson, kể cả quân đội, đang bối rối lo đối phó với làn nước dữ dội. Ngay lúc đó, Kiev sẽ mở màn cuộc tấn công thẳng vào thành phố Kherson bằng lực lượng đã chuẩn bị sẵn. Lúc đó, khả năng quân Ukraine giành được ưu thế khá hiện hữu, ít nhất là trong 1 đến 2 ngày đầu tiên. Hoặc ít nhất, việc vỡ đập sẽ lại càng cô lập thành phố Kherson và các khu vực Nga đang kiểm soát tại bờ tây sông Dnipro. Ngoài ra, vụ nổ đập cũng sẽ phá vỡ hệ thống thủy lợi trong khu vực, bao gồm cả nước dẫn vào kênh đào Bắc Crimea, và bán đảo Crimea lại rơi vào nguy cơ không có đủ nước ngọt, nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Kherson của Nga đã thực hiện sơ tán nhiều địa điểm trong khu vực với cảnh báo về lũ lụt
sau khi cáo buộc Ukraine liên tục bắn phá đập Kakhovka. Ngoài ra, hiện có những thông tin cho thấy Nga đã xả bớt nước tại con đập đi khoảng 30%, dù việc này sẽ ảnh hưởng tới lượng nước chảy vào kênh Bắc Krum. Trái ngược với những cáo buộc từ Nga, chính quyền Kiev nói rằng chiến sự đang bất lợi khiến Nga mới chính là bên đang có kế hoạch phá đập để phục vụ cho việc rút lui. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cụ thể quân đội Nga đã đặt mìn tại nhà máy thủy điện Kakhovka và sẵn sàng cho nổ bất kỳ lúc nào. Ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung sức với Ukraine và việc kích nổ đập sẽ tương tự việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và để lại những hậu quả tương tự việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học. Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrei Zhemak viết trên Twitter rằng những kẻ khủng bố Nga thật khốn khổ, đe dọa bằng vũ khí hạt nhân không hiệu quả. Giờ họ đang cố gắng dọa mọi người bằng cách cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakhovka. Đối với hành vi đe dọa này, cần có biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, đẩy mạnh hơn nữa thu hồi các vùng lãnh thổ của chúng tôi bị chiếm đóng, tấn công bằng nhiều vũ khí hơn và cần có lập trường cứng rắn hơn đối với mọi tội ác của Nga. Như vậy, rõ ràng đập Kakhovka và cả khu vực thành phố Nova Kakhovka đang nóng lên từng ngày. Và việc cho làm vỡ con đập sẽ mang lại cả những lợi ích và tác hại với toàn tính từ cả hai bên. Trong một diễn biến, nếu hai bên giằng co, việc vỡ đập cũng sẽ làm phần giới Đông Tây rộng ra, khiến việc chia cắt các khu vực này ngày càng rõ nét. Vậy các bạn nghĩ sao về sự việc này? Liệu đập Kakhovka có bị phá hủy? Và bên nào có động cơ thực hiện việc này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nha! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.